Suy niệm Chúa Nhật thứ ba sau Phục sinh. Năm C, bài của Linh Mục Vũ Đình Tường. Thủ lãnh. Đã từ lâu Đức Kitô suy tính việc chọn lựa một trong số những tông đồ trở thành thủ lãnh nhóm. Vị này sẽ thay thế Ngài sau khi Ngài về cùng Chúa Cha. Lần đầu tiên là lần Đức Kitô hỏi các môn đệ: anh em bảo thầy là ai? Phêrô thay mặt anh em đáp: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Kitô nói: anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Matthew chương 16, câu 15 đến 18. Đây không phải là lần đầu tiên trong nhiều dịp khác nhau Phêrô trở thành phát ngôn viên lãnh đạo nhóm. Lần này cũng như lần trước, Phêrô đề nghị đi chài lưới và một số anh em xin đi theo. Bài đọc đưa ra nhiều hình ảnh thực tế trong cuộc sống để nói đến giá trị vĩnh cửu nước trời. Hình ảnh mẻ cá lớn, đêm tối, lưới trống không ké, nhảy xuống biển, khoác áo vào, ăn sáng, đều là những hình ảnh gần gũi quen thuộc được Đức Kitô dùng để nói về giá trị tinh thần trong nước Chúa. Môn đệ chài lưới suốt đêm đến sáng mà không bắt được gì đáng giá, toàn là mẻ lưới trống. Các ông vất vả suốt tối đến sáng, mất công vô ích. Về phương diện tâm linh, đêm tối là lưới trống. Không có cá cho biết ngoài Chúa ra, con người không thu hoạch được điều chi đáng giá. Đêm tối đây còn mang ý nghĩa khối óc, tối tăm, con tim mù mờ, tâm linh âm u, tương lai sương mù, không có hy vọng tươi sáng. Lưới trống cũng có thể hiểu là cuộc đời vắng Chúa hiện diện. Cuộc đời đó không có mục đích rõ ràng, phiêu bạt ngã theo chiều gió, lững thững như mây trôi, dập dình như con thuyền trên nước. Tất cả đều nói về nghèo nàn tinh thần, đói tình thương, khát lòng mến. Sáng ngày hôm sau, người đi dạo bờ biển hỏi lớn. Các ông đáp: thuyền không, lưới trống. Vị đã nói thả lưới phía bên kia thuyền xem sao. Ngạc nhiên thay, các ông vâng lời thả lưới và lưới đầy cá. Ngạc nhiên hơn nữa, lưới toàn cá lớn mà lại ở sát bờ. Thấy sự việc lạ lùng trên, người môn đệ Đức Kitô yêu mến nói với Phêrô: thầy đấy, bỏ mẻ cá lớn sau lưng, bỏ qua nguy hiểm đến tính mạng. Phêrô vội vàng nhảy xuống biển vào bờ gặp Đức Kitô. Điều này diễn tả thấm lòng yêu mến, tâm tư thầm kín của Phêrô. Phêrô choàng áo vào trước khi nhảy xuống biển. Rất có thể từ choàng áo đây không mang nghĩa áo vải thô, sợi chỉ, mà chính là tấm áo tinh thần. Phêrô nghèo nàn về phương diện tâm linh. Gặp Đức Kitô, ông tức thì thay đổi. Ông trở nên can đảm lạ thường. Lòng mến bộc phát trong ông và ông mau mắn đến gặp Đức Kitô. Khi tất cả vào bờ, họ thấy có sẵn than hồng đang cháy và cá đã nướng. Đức Kitô cùng ăn sáng với môn đệ, không còn ai thắc mắc hỏi Ngài là ai, bởi họ cùng nghe tiếng Ngài, cùng ăn sáng chung, ngồi cùng bàn, ăn sáng điểm tâm, dấu chỉ một ngày mới, một bắt đầu mới, cuộc đời mới, con tim mới, công việc mới, trách nhiệm mới, tất cả đều đổ mới. Bữa tiệc ly diễn ra buổi tối, chia tay, ăn vội vã, nhanh chân chạy trốn. Bữa điểm tâm diễn ra trong thanh bình, tươi mát của nắng sớm. Ánh bình minh đang lên, một ngày mới, ánh sáng phục sinh. Bữa điểm tâm sáng nhắc nhớ, tiệc thánh thể Đức Kitô thiết lập trong bữa tiệc ly. Gặp lại Đức Kitô phục sinh nơi bãi biển và mẻ cá lớn gợi nhớ có lần Đức Kitô cũng dùng thuyền của Phêrô rao giảng, cũng xảy ra trong trường hợp các ông vất vả suốt đêm không có cá. Đức Kitô bảo ra chỗ nước sâu thả cá và lưới đầy cá. Hình ảnh của giáo hội Chúa mà Phêrô là người Đức Kitô chọn lãnh đạo giáo hội nơi trần gian. Hỏi ba lần dường như không dính dáng gì đến việc Phêrô ba lần chối Chúa. Đức Kitô hỏi Phêrô ba lần cùng một câu hỏi. Ba lần Phêrô thưa, hứa, trung thành. Hỏi lần một, Đức Kitô trao Phêrô trách nhiệm coi sóc các tông đồ Chúa. Hỏi lần hai,
Phêrô có trách nhiệm coi sóc giáo hội non trẻ. Và lần hỏi cuối cùng, Phêrô có trách nhiệm coi sóc toàn thể giáo hội, bao gồm các tông đồ và các Kitô hữu. Phêrô hứa trung thành không phải trong lúc bình an vô sự, và trung thành ngay cả khi gặp chống đối, mắc bớ, tù đầy, cuối cùng bị giết chết. Phêrô đã hoàn thành lời hứa trên. Ông không còn chạy trốn, chối bỏ như trước nữa, nhưng sẵn sàng chấp nhận mọi hoàn cảnh khó khăn thời giáo hội sơ khai, với bắt bớ, cấm cách, hiểu lầm, đố kỵ. Phêrô đều kiên nhẫn cố gắng vượt qua. Ba nhiệm vụ Đức Kitô trao tay, Phêrô hoàn thành, trung thành đến hơi thở cuối cùng. Ánh sáng phục sinh soi chiếu tâm hồn Phêrô và Thánh Thần Chúa hướng dẫn Phêrô mọi nơi, mọi lúc. Học từ Phêrô, chúng ta xin ơn hoàn thành sứ mạng Chúa trao phó và sống đời đức tin trung thành với Đức Kitô phục sinh. Bài của Linh Mục Giuse Vũ Đình Tường.